Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 296. Có bao giờ bạn tự hỏi là tại sao hươu cao cổ lại có một chiếc cổ dài tới như vậy không? Rõ ràng ai cũng nghĩ rằng có một chiếc cổ dài như vậy là để chúng có thể vươn tới ngọn cây để có thể ăn lá cây. Nhưng không, thực tế là hươu cao cổ chủ yếu chỉ ăn cỏ dưới mặt đất mà thôi. Tất nhiên là chúng sẽ vươn cổ lên nếu chúng nhìn thấy những chiếc lá mà chúng muốn ăn. Tuy nhiên, tần số là rất ít và chủ yếu là chúng chỉ cắm đầu xuống đất để ăn cỏ. Vậy thì tại sao chúng lại có một chiếc cổ dài? Lý do chính là vì bản năng tranh giành bạn tình của chúng. Để chiến đấu với nhau thì chúng sẽ tung ra những cú vung cổ về đối thủ, và con nào có chiếc cổ dài hơn sẽ tạo ra sát thương lớn hơn, từ đó khả năng chiến thắng cũng lớn hơn. Chính vì vậy, những con chiến thắng thường là những con có chiếc cổ dài nhất, và gen cổ dài sẽ tiếp tục được lưu truyền từ đời hươu cao cổ này tới đời hươu cao cổ khác. Hiểu đơn giản thì chính chọn lọc tự nhiên đã giúp hươu cao cổ có một chiếc cổ dài nhất so với tất cả những loài động vật trên trái đất.